Xin chào cả nhà, nhân dịp đầu năm xin kính chúc cả nhà có một năm mới an khang thịnh vượng. Hôm nay thì Vườn La Heo Beo có một cuộc giao dịch giữa Vườn La Heo Beo và anh Nguyễn Thành Tùng và chị Hồng Thơm, một cái người đẹp không tên. Dạ, ở đây là anh Trương Tấn Lợi. Đầu năm Vườn La Heo Beo và anh Nguyễn Thành Tùng, chị Hồng Thơm xin chúc cả nhà yêu đen chúng ta vạn sự như ý. Và hôm nay ngày 1 tháng 1 năm 2022, Vườn La Heo Beo có lộc đến cả nhà ơi. Và anh Nguyễn Thanh Tùng đã đến đây và giao lưu và mang đọc đến, cũng như là bên Vườn La Heo Beo cũng mang đọc đến cho anh Nguyễn Thanh Tùng. Buổi giao dịch hôm nay là một kỳ người đẹp không tên, một mặt hoa đáng sưu tầm và bao nhiêu người mơ ước. Và kỳ này là giá trị này là 1 tỷ 200 triệu, khoảng 15 xăng đây cả nhà. Và đây là chia sẻ đam mê đầu năm, và em xin chúc anh chị vạn sự như ý và dồi dào sức khỏe, và xin chúc ngày nay chúng ta đoàn kết và phát triển trong nước và sắp tới sẽ ra ngoài nước để lan tỏa niềm đam mê hoa lan của Việt Nam chúng ta đến cả thế giới. Cảm ơn anh em Vườn La Heo Beo, đặc biệt là cảm ơn em Trương Tấn Lợi và Trương Tấn Lộc đã chia sẻ cái lộc đầu năm cho anh, là một cái kỳ người đẹp không tên, một bật hoa siêu đẹp mà anh ao ước bấy lâu nay, cũng như rất nhiều người Thái Lan cũng ao ước. Thì cũng nhân dịp năm mới, anh kính chúc cho Vườn La Heo Beo phát triển mạnh mẽ hơn nữa, chúc cho tất cả các anh em luôn mạnh khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống, và hơn hết là tất cả chúng ta cùng với các anh em yêu lan trên toàn quốc gắn kết đoàn kết để cùng phát triển, đưa ngành lan lên một tầm cao mới. Anh em nói nhá. Em trao năng lượng và bánh tổng này là cái đầu lọc của em, giờ cái tổng của em trao lại cho anh. Ok, anh cảm ơn em rất nhiều. Năm mới. Anh chúc em công ty này là một phòng anh rất là ưng ý, rất là khỏe, rất là đẹp. Hơn hết là cái mặt hoa mà anh áo sưu tầm tới hôm nay. Thì hôm nay được em chia sẻ cái lộc này giống như cái tên của em đó. Anh sẽ được lợi, được lộc từ những cái mặt hoa này. Thì cũng mong là anh em chúng ta đoàn kết để phát triển hơn nữa. Thì các anh em đi trước thì điều tốt cho anh cũng như các anh em mới vào làm theo sau để chúng ta cùng phát triển. Rồi, ok. Rồi. Người đẹp không tên. Cảm cảnh khi người đẹp không tên. Quá đẹp rồi mình. Đây cả nhà. Quá ừ. Từ lá gốc đến lá ngọn nha cả nhà. Và mầm gốc rất tuyệt vời. Còn cái thằng già ở đây nữa. Đây là khi ươm tự nhiên cả nhà. Đó. Quá tuyệt vời. Anh cảm ơn nhiều. Rồi. Em đại diện của em. Và cũng xin kết thúc buổi live. Xin cảm ơn, chúc cả nhà một buổi trưa vui vẻ, nồng ấm. Xin chào cả nhà. Sư tổ đang cắt hạ giống đầu xuân nha cả nhà. Đây cái kỳ một người đẹp không tên đây cả nhà. Đây. Bây giờ mình không nhân giống thì sang năm lấy cái gì mà bán. Đúng không cả nhà? Mình cứ lúc nào mình cũng vào chu kỳ nhân giống là mình phải nhân giống. Đây cái đèo ngọn đây cả nhà, đây thấy không, đã lắm. Theo quy tắc của Vườn La Heo Beo là cái giống này là hạ được một tháng rồi cả nhà. Lâu lâu rồi, hai tháng rồi hai tháng rồi. Cái phơi nắng mà không phải nắng 100% nha, nắng trong vườn nha. Đó, xong rồi hết lá xong rồi bắt đầu. Cả nhà thấy không, cái này đây vườn La Heo Beo á, treo
2 tháng rồi mà không bị tớp thân. Đây, không bị tớp đây. Đây là nếu mà cắt xuống á, nếu mà nó tớp á. Lý do là vườn heo beo không có chủ lực là cho ăn đạm. Chỉ có lăng cho ba thành phần đạm, lăng và kali đi đôi với nhau. Thì khi cắt xuống á mà treo 2 tháng vẫn không bị tớp thân. Đây, cái ngọn cũng không tớp nha cả nhà. Thì khi mà nhân ki lên, ôm ki rất là hiệu quả. Mà còn một số vườn nào mà cứ cho ăn đạm, thích cây mập, to, đẹp để cho ăn đạm xong mà khi là quá trình nhân giống rất là khó nha cả nhà. Đây, treo 2 tháng rồi, 2 tháng rồi mà cây vẫn không tớp. Đó. Thì bây giờ chỉ hạ xuống rồi cắt khúc, rồi mình chấm keo luôn. Chấm keo thì mấy năm trước á, thì vườn heo beo là hạ xuống, cắt rồi chấm rút tin. Nhưng bây giờ là đổi kỹ thuật nha cả nhà. Đã rút kinh nghiệm năm ngoái, bây giờ năm nay là hạ xuống là chấm keo luôn. Lý do chấm keo là không cho nhựa, cái nhựa trong đây nè, nó chảy ra là mất nước. Mà mất nước thì rất là khó lên kỳ. Và bây giờ là khi mà cắt như vậy, đây cắt như vậy là chấm keo luôn. Đây. Keo hơi khô rồi. Hơi keo khô rồi. Chấm keo luôn cho nó không chảy nhựa ra cả nhà. Đó. Chảy nhựa ra thì cây mà cái khúc ươm mà không bị mất nước thì rất là nhanh lên kỳ. Đây là quá trình rút rút ngắn kinh nghiệm của bao nhiêu năm nay thì đã thành công. Thì đây là cái chu trình ươm ki của riêng vườn heo beo này như thế. Vì chế độ chăm của vườn heo beo đã nắm thì mỗi vườn và mỗi khu vực đều có một cái cách ươm vào cách chăm cây khác nhau. Thì ở đây em chỉ nói là cái kỹ thuật riêng của vườn heo beo như thế này. Anh em vườn nào thấy tương đồng về cách chăm và cách nhân ki thì anh em ta cùng áp dụng nha cả nhà. Rất hiệu quả. Đây sư Thổ đang làm. Nhớ cắt xong rồi cho 2 khúc nha. Đang quay nha, cực khổ lắm á nha. Này, này. Anh Nguyễn Thanh Tùng. Hello, xin chào cả nhà. Cùng với phu nhân. Ở đây hơi tối, cho cả đèn lên đi. Hậu trường hơi tối. Sư Tổ ngước mặt lên chào cả nhà nè. Không. Khúc này là trong cái phần 110 tỷ. Cộng này là 110 tỷ là sư cước mua của vợ anh Vinh. Nay em mới cắt giống nha anh Vinh ơi. Mấy bữa đi Tết đi miền Bắc không có cắt giống được, nay em mới về cắt nè. Ủa không tên Thanh Ngọc Xuân Cước ba? Ngọc Cước hả? Thì cũng nào không tên? Không tên đây nè. À một một cộng Ngọc Xuân Cước bằng cộng không tên. Cái này có phần mà mua 110 cái chậu 110 tỷ nè, con Vinh nè. Thôi bây giờ là quá khứ, năm mới rồi, mình không nhắc lại những cái thứ đu đỉnh nữa, hiểu không? Bây giờ là hiện tại mình phải chấp nhận hiện tại, quá khứ mình bỏ cho qua đi. Cánh cửa này đóng lại thì mới có cánh cửa. Cánh cửa này khép lại thì mới có cánh cửa khác mở ra. Mình cứ ôm vào cái quá khứ là mình không là người không chấp nhận thực tế. Mình sống là phải nhìn vào quá khứ và rút kết để hoàn thiện cho tương lai. Có hiểu chưa sư tổ? Dạ. Hiểu chưa? Nghe rõ trả lời coi. Dạ nghe. Đây. Đây, kỳ đây. Keo này làm sao cho nó lỏng lại đi phát ơi, chứ nó ấy quá. Quậy lên, quậy đều lên. Chế miếng xăng hay cồn vô cũng được nữa. Là theo mình đem dục luôn nha. Chứ làm sao cho nó lỏng lại cả nhà, tại vì hơi sạch quá. Đây cả nhà thấy không? Nè, có dấu cắt nè. Ở nhà hải này dấu cắt là rất là xương, nó không có ngọt. Chứng là đè vậy đó. Nè. Đó. Thì chứng tỏ là cái thân này nè chắc xơ, lăng và kali rất là cao. Thì nó mới già, mà càng già như vậy á là không có mập nước. Hàm lượng đạm không có cao. Thì cắt như này là không có bị tớp luôn. Đủ chắc không bị tớp. Thường đa số một số bạn á, vườn mới á
nói là ôi tại sao mà cắt xuống là nó bị tớp thân. Thường thường là cây tớp là cây hừng làm được đạm cao, mà lăn cái ly cao quá là sẽ ra hoa nha cả nhà. Mình phải quan sát đủ. Ôi mà sao cắt chia đầu ngắn lại chia ba, cắt đều đi. Không được rồi, cắt đều đi, cắt đầu ngắn như vậy là được mà. Thấy năm ngoái mình nó không ok mấy đâu, cứ cắt đều đi, dưỡng chắc nó nằm chung chung nhau mà. Gốc lộn nha không? Chết cha, lộn bậy mẹ. Má ơi, gậy lớn lên cũng nhận biết thôi. Thông tin với Ngọc Sơn Cước chung như nhau mà, cũng bán cũng có giá một mà, lộn cũng vậy thôi. Em xin chào 173 người đang xem nha. Năm mới phát tài nha cả nhà. Và chắc chắn một điều, năm mới 2022 vườn ngành lan chúng ta sẽ phát triển mạnh và bền vững, chứ không phải là mạnh mà như bong bóng, như bong bóng hay là thổi phồng lên hay là bơm căng lên đã là xì nữa. Bảo đảm năm 2022 dưới quan điểm cá nhân của vườn lan Hai Beo nhận định năm 2022 ngành lan chúng ta là được sao ta, là nó không cao quá, nó không cao lên tới tột đỉnh, nhưng nó sẽ trôi, nó trôi chảy và bán cây đều, mọi người đều giữ giá, không cho lên cao quá để rút kinh nghiệm của năm 2021 để đánh lại năm 2022, là chỉ cần bán được là tồn tại được, và niềm đam mê chúng ta mãi mãi không bao giờ mà bị phai mờ. Tại vì những thứ gì mà đã đam mê rồi á, phục vụ cho cái hành đẹp rồi á, là không bao giờ mà bị lỗi thời hết. Tại vì ông bà ta bao đời nay đều chơi lan mà mê cái đẹp mà. Ngành hoa lan là ngành phục vụ cho cái đẹp, mà những gì phục vụ cho ngành đẹp là không bao giờ bị lỗi thời. Và rồi mà cây này là cây hoa lan rừng của Việt Nam mình nữa. Tuyệt vời cả nhà ơi. Đó, ai chứ thật ra với riêng của Lê Beo là niềm đam mê và vững tin mãi mãi không bao giờ mà lung lay cái gì hết. Bản thân em là con người yêu thích cái đẹp, yêu thích hoa lan thì cái lan này là mãi mãi trường tồn. Đúng, em bây giờ là em còn tiền, lúc nào còn tiền là còn đi mua lan, trừ khi nào là mà hết tiền thôi. Đây cả nhà, em yêu năm cánh trắng Phú Thọ đây, nhưng mà đây cái lừa đồng này, cái gì quên à, trống đồng này em mua là trên đỉnh trên đền thờ vua Hùng, em mua cái đây 5 năm rồi đây, trên đỉnh trên đền thờ vua Hùng luôn đây cả nhà, và em trưng bày ngay tại nơi tiếp khách chính của em đây. Em rất yêu vì đây là nơi sinh ra năm trắng Phú Thọ, cội nguồn chúng ta, cội nguồn Hà Lan. Ừ. Em ơi chúc cả nhà đi, ốc em chúc cả nhà đi rồi mình xuống live ốc em. Xin chúc cả nhà yêu Hà Lan. Nhìn vô đây nè, Facebook. Nhìn vô thẳng đây nè, chúc ơi. Cả nhà yêu Hà Lan Facebook, đầu năm mới an khang thịnh vượng. À. Phát tài phát lộc. À. Gì nữa? Dạ hết hả? Dạ hết thì nó hết hả? Chứ cả nhà ơi, hai anh em của em nói chuyện thì chỉ là nói chuyện những lời thật, cảm xúc thật. Cho nên là tụi em là không có có thể là dùng những cái từ mà cao siêu quá, văn vở quá, em không biết nói chuyện, chỉ là dùng lời thật thôi. Có trong lúc live stream có cái gì mà sơ sót mong cả nhà lượng thứ và thông cảm. Em xin phép kết thúc live.